Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Kế Toán CG. Hiện nay Cường đang có mặt tại Tranh Khúc Duyên Hà, Thanh Trì, Hà Nội cho quý vị các bạn nhé. Trong video ngày hôm nay thì Cường xin phép là sẽ quay cho quý vị các bạn về một cái phần thô của một cái công trình biệt thự theo phong cách kiến trúc là tân cổ điển hình chữ U cho quý vị các bạn nhé, để cho các bạn có thể nắm bắt và áp dụng được vào trong cái khuôn viên, trong cái công trình của nhà mình. Đó, đây chính là cái phần mặt tiền công trình. Đó, công trình lần này thì có lối cổng vào rất là rộng, cổng làm rất là to. Đó, đây là lên của cổng này. Có cái mặt tiền này là nhà bao nhiêu mét nhỉ chị? Là 16 mét. Vâng, đó, cái mặt tiền công trình này là 16 mét đấy các bạn nhé, theo cái biệt thự tân cổ hình chữ U. Mình sẽ quay cho các bạn, quay nhanh cho các bạn xem và nắm bắt được. Công trình này thì là đang đi vào cái giai đoạn là thi công phần thô cũng như là giai đoạn hoàn thiện đấy các bạn. Đây, mình quay cho các bạn xem, đây là cái phần thô này. Đó, mặt tiền là 16 mét đấy các bạn nhé. Hôm nay mình không mang bản vẽ theo nên là mình không biết được. Ok, thì ở phần giữa này này, hai bên hông này là hai phần chóp. Đó, đây là hai phần chóp. Ở giữa này là ở phần giữa này thì là lên là 7 bậc nhé các bạn nhé. Ở phần giữa là lên là 7 bậc. Vào bên trong là một cái không gian đây là vào bên trong là một cái không gian của một cái nhà rất là rộng và đẹp. Mình quay cho các bạn xem. Cái phòng khách này là được khoảng tầm 50 mét gì đấy. Phòng khách này được hơn 50 mét đấy các bạn nhé. Trong này toàn bộ đang là cây chống sắt. Trần này rất là cao, trần của phòng ca trần này nó rơi khoảng tầm hơn 56. Đây ạ, mình quay cho các bạn xem. Đổ một lớp rằng kìa. Đấy, lớp kia là tầm 39 kìa. Lớp rằng bên trên kia là 39. Xong rồi lên bên trên này nữa. Đó, nó rơi khoảng tầm 56. Một cái phòng khách cực kỳ là to và rộng. Rộng như này, sau đó thì là bên hông bên này là không gian phòng ngủ cũng như là không gian phòng bếp. Đó, thì mình quay cho bạn về cái không gian phòng ngủ phòng bếp này. Đây là cái lối ở đằng trước rất là cao. Vào đây thì chúng ta sẽ có ngay là một cái hai cái không gian, một cái không gian phòng ngủ, hai không gian phòng ngủ ở đây. Mình quay nhanh cho các bạn nhé các bạn nhé. Đây được một phòng ngủ này rất là sáng, và bên trong này cũng được một phòng ngủ cũng cực kỳ là sáng luôn. Bởi vì là khi mà bên mình thiết kế thì bên mình sẽ tính toán làm sao để cho các cái không gian nó thoáng nhất cho gia chủ. Ở đây cũng có một phòng, hai phòng ngủ này thì đều có vệ sinh riêng nhé các bạn nhé. Đây phòng ngủ này có một vệ sinh riêng này. Có một cái cửa sổ thoáng ở đây. Phòng ngủ này thì là có hai cửa sổ nhỏ ở bên hông. Đây, có một cửa sổ chính to và hai cửa sổ nhỏ bên hông. Đó, sau này chỗ này sẽ có thể đặt tivi này. Đặt tivi. Đây, đứng góc này sẽ phòng này sẽ rất là mát. Cái phần bên trên này là sẽ đổ một lớp bê tông để sau này chúng ta làm đồ mùa đông hay là những cái đồ của chúng ta sẽ treo lên bên trên này. Và cái lối thăm tầng mái nhé các bạn nhé. Thì đấy chính là về cái không gian của cái công trình biệt thự tân cổ điển hình chữ U đang phần thô, đang đi vào giai đoạn là phần thô nhé các bạn nhé, ở Duyên Hòa, Thanh Trì, Hà Nội. Còn là về cái phần tiếp theo này thì chúng ta sẽ sang bên này, thì là có một cái không gian bên này thì là không gian một cái phòng ngủ nữa. Công trình lần này thì bên mình nó chia là 3 ngủ thôi, chứ còn thường thường là mình có thể chia được 4 ngủ, 5 ngủ đều được hết, 3 ngủ nhé các bạn nhé. Thì đây cũng được một phòng ngủ rất là to. Phòng ngủ này cũng phải được tầm mình không mang bản vẽ các bạn ạ, nó rơi khoảng hơn 15 mét vuông, được 15 mét vuông gì đấy. Có một cái cửa sổ mở. Đó, ở đây là đi vệ sinh chung. Phòng vệ sinh này thì to lắm, các bạn có thể, nếu mà áp dụng các bạn có thể chia đôi ra, đi một vệ sinh riêng cho phòng ngủ, một phòng khách và một không gian đi cho phòng bếp và không gian một cho phòng ngủ đó nhé các bạn nhé. Đó, đây là một không gian bếp cực kỳ là rộng rãi. Đó, cột này thì là theo bản vẽ thì cái cột này cũng rất là to, mình sẽ chưa có cái chưa đắp ở đây. Thì bạn nào mà có nhu cầu mà thiết kế thi công thì các bạn hãy liên hệ ngay với HCG để HCG tư vấn thiết kế cho các bạn nhé. Ok, xin chào lại quý vị các bạn đến những video tiếp theo.